cộng 7, 7 nhân 2 bằng 7 nhân 2 bằng 7 nhân 2 bằng 7 nhân 2 bằng 2 nhân 7 bao nhiêu? 7 bằng 7 bằng 2 số 7 cộng với nhau bao nhiêu? 2 số 7 cộng với nhau nó bằng 14. Chậm quá đấy. Nào đọc lại đi. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 7 x 3 bằng 7 x 3 bằng 21. 3 x 7 21, 7 x 3 cũng sẽ bằng 21, nghe chưa ạ? Bỏ cái chân á. Không bác đi. Căng chân bố này. Sao mà tới rồi? Nhìn cái mũi ngon quá. Nào đọc đi. Đọc hát nhá. Đồng ý. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 7 x 4, 7 x 4 bằng cộng thêm 7. Không nhớ thì cộng thêm 7. 21 cộng 7 bằng, vừa đọc bảng 4 xong, 4 x 7 bằng 2 mấy? 4 x 7 bằng 28. Ê, thế 7 x 4 phải bằng 28. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 3 bằng 42. Bằng 42. 7 x 7 bằng 42 bằng 49. Bằng 49. 7 x 7 x 8 bằng 5. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 = 63. Ừ, 63. Nhầm, 58 x 8 = 64. Rồi, ok, 63. Không biết rồi. À, không thuộc rồi. 70, 70. Rồi, nào, đọc lại nè. 71 bằng, nhưng mà con đọc thuộc thì con phải tự tin, con nói to lên nhá. 71 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 7 x 3 bằng nhiều chân con không? 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 53, 7 x 56, 7 x 7 7 x 9 bằng 7 x 9 bằng 63. Cũng hơi cực ý, nhưng mà 7 x 10, nhưng mà 70 vẫn hơi ngập ngừng và chưa thuộc hẳn đúng không? Ừ, ăn thôi, cứ ngồi đọc đi đã.